Kính thưa quý bà con, ông bà ta có câu tống cựu nghinh tân, và để chuẩn bị ngày hôm nay, nhiều gia đình cũng đã chỉnh trang góc bếp, sắm sửa mới ông táo để đưa ông về chầu trời với hy vọng một năm mới bếp nhà luôn ấm êm, hạnh phúc và nhiều may mắn. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh đầy dung dị của người miền Tây ngay sau đây. Chiếc xe đẩy chở những chiếc lò đất này đã gắn với ông Phạm Văn Chi hơn 30 năm qua. Mọi ngõ ngách đường quê từ tỉnh An Giang qua Đồng Tháp đều được ông tìm đến để rao bán món hàng quen thuộc này. Với nhiều chủng loại kích cỡ khác nhau, từ lò củi, lò than, lò ống khói. Mỗi tháng ông bán ra hàng trăm chiếc lò các loại. Mỗi chiếc có giá từ 30.000 đến 50.000 đồng. Đặc biệt trong tháng Tết này, nhiều bà con trang bị lò mới cho góc bếp, nên vì thế số lượng tiêu thụ cũng tăng lên đáng kể. Lì hồi lúc 25 tuổi bây giờ là 59 tuổi rồi đó, thì nó có rồi, cái lò này cũng giảm rồi, bớt rồi, nó cũng bớt một phần nào vậy đó. Cũng như lúc trước mình bán 10, giờ nó còn chỉ 4, 5, 6 vậy đó, tối đa rồi 4, 5, 6 cái loại rồi, chứ không được nhiều nữa. Nó cũng còn nữa mà điều ngay nó chậm. Lúc trước xe bán xe đồ ngon lắm, chạy cỡ cây ngoài 2 cây số bán hết xe, bây giờ phải chạy xa. Thì cái tháng Tết này thì bán nó mạnh hơn là mấy cái tháng bình thường, nó bán có thể chạy nhiều hơn. Theo một tháng Tết này bán cả 1.000 cái gì. Hình ảnh lò củi, khói bếp không chỉ gợi nhớ về sự mộc mạc thân quen ở những vùng quê, mà nó còn là nơi giữ ấm cho hạnh phúc gia đình với những bữa cơm quay quần bên nhau. Ngày nay dù xã hội ngày càng phát triển, bếp điện, bếp ga dần thay thế lò củi, nhưng ở nhiều gia đình vùng nông thôn, các bà các chị vẫn dành một góc riêng cho lò đất, bếp củi, như giữ gìn cái hồn cốt của góc bếp quê nhà. Của ông bà xưa mình là ai cũng phải có, nhà nào cũng phải có cái gà ràng để có cái truyền thống là để cái di tích mình đưa ông táo về chợ là phải có cái ông táo, là cái cà ràng đó. Cái nó cũng trùng hợp như cái lò cũ mình nó cũng sắp hư, nhưng mà mình mua cái lò mới đặng để năm mới mình nấu ông táo mới đưa ổng về chợ, đặng cho ổng về chợ nó cũng nói là cái gia đình nó cũng tốt, là để lo cho ổng cái mới cái mẻ. Rồi cũng mình cũng được cái tốt đẹp nữa. Tại vì lò củi nó nấu cái chất thịt nó ngon, hầm thịt, kho thịt, thịt nó ngon hơn. Cái nó bếp ga là với nó cũng đỡ tốn ga mình nữa. Nó vậy đó. Tiết kiệm tí nào, đỡ tí nấy. Củi thì củi nhiều lắm. Xanh quanh gửi đi lượm gì chấm thôi. Thôi, nó cũng tiện như chân. Sống lò mới thì để tượng trưng là mới mẻ, thằng đưa ông tháo gì trời. Có được mới mẻ vậy đó. Ngày nay khi công dụng của chiếc lò củi ít nhiều được thay thế bởi những dụng cụ hiện đại hơn, nhưng một khi người dân còn sử dụng lò đất, thì đâu đó những người thợ làm nghề thủ công vẫn còn miệt mài cho ra những sản phẩm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Chính họ đã góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của những làng quê vốn tồn tại hàng trăm năm qua.